Phật dạy, niệm Phật chính là diệt tội, niệm Phật chính là sám hối. Trong quá khứ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, hiện nay ngày ngày niệm Phật A-di-đà, tội nghiệp gì cũng đều có thể sám hối sạch sẽ, chỉ cần ta chịu niệm. Câu danh hiệu A-di-đà Phật là thiện chung của tất cả thiện. Trong kinh thường nói, diệt trừ được 80 ức tội nặng sanh tử. Ta cứ niệm liên tục, nhất tâm xưng niệm, công đức này quả thật vô lượng, tội nghiệp gì cũng đều có thể sám hối sạch sẽ, chỉ cần ta chịu niệm. Niệm chính là diệt tội, niệm chính là sám hối. Biết bao nhiêu người không hiểu được đạo lý này. Công đức niệm Phật quá lớn, chỉ có người trong cuộc, người thật sự hiểu họ mới biết. Không biết công đức lớn lao của niệm Phật, họ cũng không biết niệm. Một câu niệm Phật, phúc tuy chưa đến, nhưng quả đã rời xa. Quan Âm Bồ Tát tại gia là một hành động tâm linh rất ý nghĩa và thiêng liêng trong đời sống Phật tử. Việc thờ Quan Âm Bồ Tát giúp mở rộng lòng từ bi, nhẫn nhục và tâm lượng hậu của mỗi người. Dưới đây là một số ý nghĩa khi thờ Quan Âm Bồ Tát tại gia. 1. Học hỏi và hướng về từ bi. Thờ Quan Âm Bồ Tát tại gia giúp mỗi người nhớ đến lòng từ bi và nhẫn nhục của Bồ Tát, từ đó học hỏi và theo đuổi những phẩm chất tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. 2. Duy trì tinh thần bình an và lòng bi đạo. Thờ Quan Âm Bồ Tát tạo ra một không gian yên bình, giúp lưu giữ tâm niệm thiện lành, lòng bi đạo và trí tuệ trong lòng mỗi người. 3. Bày tỏ lòng thành kính và tri ân. Thờ Quan Âm Bồ Tát tại gia là cách thể hiện lòng kính trọng, tri ân và tôn trọng đối với Bồ Tát, giúp tăng cường tâm linh và luyện tập lòng thành từ bi. 4. Cầu xin ơn phước và sự hỗ trợ. Bằng cách thờ Quan Âm Bồ Tát tại gia, mỗi người có thể cầu xin ơn phước, sự hỗ trợ và bảo trợ của Bồ Tát trong cuộc sống, giúp đem lại sự bình an và an lạc cho gia đình. Với tấm lòng chân thành và tâm niệm tìm về sự lương thiện, việc thờ Quan Âm Bồ Tát tại gia sẽ giúp mỗi người trở nên tỉnh táo, sáng suốt hơn trong hành xử và gắn kết tinh thần với đạo Phật. Phật dạy, bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để tâm thanh tịnh, cho lòng bình an. Bớt si, bớt giận, bớt tham, để tâm thanh tịnh, bình an trong lòng. Bớt khen, bớt trọng, bớt khinh, để tâm vắng lặng cho mình bình an. Bớt ngã mạn, bớt tham tàn, bớt đi cho sạch, bình an cho mình. Bớt hơn thua, bớt nhục dinh, để tâm trống rỗng, cho mình yên vui. Bớt cười vui, bớt ngậm ngùi, để cho tâm rỗng, an vui cõi lòng. Bao giờ tâm rỗng như không, nhìn đời tỉnh táo, trong lòng an nhiên.